Đó, trong khi người anh đang ở bển ngóng trông vì không có ai tới thì ở đây mấy thằng em này. Nhu làm gì vậy? Đang chuẩn bị cho người rừng đi sinh nhật. Có cái thổi thôi mà nó đâm 8 lỗ mới được cái chữ. Người rừng này là ăn thịt hơi nhiều nha em. Hình như lũng lỗ đâu á. Đây là tôi. Đây là khâu chuẩn bị cho sinh nhật của ship lớn Mạc Văn Pha. Núp ngoài chiếc xe, núp ngoài chiếc xe, núp ngoài chiếc xe. Rồi anh sang đi trước. Từ từ có xe kìa. Rồi lên nhạc, lên nhạc. Lên nhạc. Lần sau qua muốn cái gì cũng phải nói trước một xíu. Rồi, nói đang ngồi ăn tự nhiên bắt kéo qua, bắt cởi quần cởi áo ra, bắt đầu mặc đồ. Không, nhưng mà tính ra mấy anh em ăn sinh nhật mà mồ hôi mồ kê đầy đủ hết à. Không, thật sự thì lúc đầu thì cũng mấy anh em qua thì cũng nghĩ là một cái màn nó vui thôi. Đây là một màn tặng sinh nhật nhưng thật sự đối với qua là vô cùng ý nghĩa. Nếu như mọi người đã coi Cười Xuyên Việt 2015 đêm chung kết thì chắc chắn là sẽ nhớ bộ tộc này. Đó chính là ngày cầu mưa, là đêm chung kết của Khoa. Và hôm nay thật sự anh em hồi nãy nhảy lại cái điệu đấy thì em thôi, anh em mình sống trước sau như một. Yeah. Sau 2 năm, bao nhiêu năm nữa thì cũng vẫn là anh em. Yo. Có chữ gì đây? Thầy mày mờ mày đứng trước. Ra chưa hay gì? Không, cái mặt nè, cái mặt nè. Không 305 nè. À 0305. Mặt mày qua. Rồi chào anh đi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nói chung là anh em mình sống với nhau chỉ như vậy thôi. Có cái nhau bằng cái tình cảm. Dạ. Hy vọng là mọi người luôn nhớ tới anh em tụi em, nhớ tới Cười Xuyên Việt 2015. Yeah. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Em rất hạnh phúc khi mà có những người anh em
chơi với nhau như thế này em hạnh phúc lắm. Bye bye, happy birthday. 1, 2, 3 happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Em đại diện cho bộ tộc mình, em gửi anh món quà trước. Mở ra khui đi cho. Wow, phô thoáng vượt trội, lăn một lần thơm một tháng. Thằng em muốn tặng chai lăn lách nhá. Đây là thằng em viết cho Khoa bài nhạc vào trong ngày đám cưới, một trong những bài nhạc rất là kỷ niệm. Một quà đâu em? Tiếng quà ra kìa. Đúng là phần quà có giá trị cho nên nó nằm ở dưới sâu. Một cái cắt móng tay. Đúng là hôm nay em cũng định cắt móng tay nhưng mà do lu bu công việc quá chưa kịp cắt. Thằng em nó tâm lý quá. Anh Hùng Săn nhá, đệ nhất MC du lịch Sài Gòn nhá. Wow, món quà này dài thì không thể là một đồ cắt móng tay, cũng không thể là một chai lăn lách được. Một tiếp kem đánh răng. Wow, rất là tâm lý. Có kem đánh răng rồi thì không thể thiếu bàn chải á. Thì nói chung là đủ đạn thì không thể nào mà thiếu chốt. Đó, đó nên là kem đánh răng anh tặng cái bàn chải. Đó. Đúng là cái răng cái tóc là gốc con người. Một giây rồi quay đầu ạ. Rồi một giây rồi quay đầu. Một cây lược nữa. Đúng là gội đầu xong là phải có lược. Anh em là thấy em mê con cái mà trước sau thì cũng bị đuổi đi. Còn cái này là cái gì anh? Cái gì anh? Cái gì anh? Cắt móng tay, lượm cái đầu sờ bông rồi này kia là anh em là biết cái nhà đó sẽ xảy ra. Cho nên là lượm trước cho anh. Nhấu nhau chưa? Anh là đam mê câu cá thật nhưng mà không tới nỗi mà phải chị bỏ nhà đuổi ra khỏi nhà nhá. Nên là các em cứ yên tâm đi, cái này là anh sẽ sử dụng ở trong nhà nhá. Bạn đấy là bạn để chia sẻ mọi người. Thật sự thì Khoa là một người người con đi xa nhà từ lúc mới lớn, đi xa nhà để lập nghiệp, và cái hạnh phúc lớn nhất là tới ngày hôm nay, mỗi ngày sinh nhật thì Khoa không bao giờ không bao giờ làm giống như là nhà hàng hay gì hết, chỉ làm ở nhà mình thôi. Và cái hạnh phúc của Khoa tới ngày hôm nay là có những người anh, người chị, người bạn, các cháu quây quần như thế này là điều hạnh phúc nhất. Đấy, con nó hạnh phúc, nó khóc trong nhà luôn á. Mọi người nhìn vào thì nghĩ là đông, nhưng thật sự thì đây toàn là cháu, toàn là những người thân và những người anh thật sự thân thiết đối với Khoa rất là nhiều. Và một người con xa nhà thì có được những người bạn, người anh như thế này thì thật sự là rất là chân tình. Và mình cuộc sống mình chỉ cần như vậy thôi. Và năm vừa rồi, năm 30 tuổi của Khoa thì Khoa có làm được một số điều mà mình cảm thấy mình rất là vui. Có những điều mà tới mình và mình thật sự mình rất là vui. Điều đầu tiên là sức khỏe của bố Khoa đã đỡ hơn, đã bây giờ là chạy xe máy rồi, mọi thứ thì đã tốt hơn rồi. Thứ hai nữa là năm 3 vừa rồi thì vừa mới đây thôi thì đã tổ chức sinh nhật được cho mẹ. 61 năm mới làm được một cái sinh nhật cho mẹ. Đó là về gia đình, vợ con, cảm ơn mẹ rồi các em ở đây luôn yêu thương và ủng hộ Khoa. Cảm ơn vợ con đã luôn đồng hành cùng với Khoa. Và đấy là trong gia đình. Còn trong công việc thì vừa rồi cũng rất là may mắn. Thì bộ phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy là một bộ phim mà làm với những người anh, có anh Hòa ở đây, rồi có Tú, có anh Trung, rồi Ngọc Phước và chị Ngọc, rồi nói chung là còn rất nhiều anh em nữa, rất nhiều anh em nữa. Thì bộ phim đã được quý vị khán giả đón nhận thì đó cũng là một điều mà thật sự rất là may mắn. Và cái gì cũng vậy, ngoài gia đình ra thì mình cũng phải luôn phát triển công việc, và đó cũng là một cái rất là may mắn. Thì ngày hôm nay Khoa xin được đứng tại đây và cúi chào, không phải là cúi mình xuống để cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chỉ mong rằng chúng ta mãi như vậy, càng ngày gia đình chúng ta sẽ càng ngày càng đông hơn. Oh,
đi.